Dòng sông chuẩn bị đóng băng rồi nè các bạn. Độ lạnh quá nè. Hiện giờ là đang âm mười mấy độ đó. Trong này bắt đầu đóng băng rồi nè. Ở ngoài nó cũng khói. Đẹp ghê không? Đó, giờ bên ngoài mặt mặt sông nó bốc khói. Nó mờ mờ ảo ảo đẹp không các bạn? Mấy đàn vịt nó bơi, nó không lạnh nữa rồi. Ồ, đẹp quá. Nè, bắt đầu chuẩn bị đóng băng rồi nè. Nó nhiệt độ đang âm mấy độ, rồi đóng băng từ từ. Lên nó tăng lên khói nó. Ôi giời.